Giỏi quá à. Mà anh ơi, thường ngày á anh có uống cà phê không? Có, ngày nào anh cũng uống hết á. Uống cà phê á anh có bỏ đường không? Có, anh bỏ chút xíu gì nè. Còn em là không bỏ đường luôn. Ủa sao vậy? Bởi vì ngồi gần anh á là nó đủ ngọt rồi. Anh đừng có cười, đừng có cười. Sao vậy? Anh càng cười là cà phê càng ngọt. Ủa? Rồi hai người đi làm hay là thả thính nhau? Đi làm. Mày lo vô kiểm tra này, chuẩn bị cho anh shipper đi giao kìa. Còn cậu nữa, tối ngày xàm xàm với nó. Đi vô. Rồi, rồi cho muỗng cuối đi. Giỏi nè, giỏi nè. Em vô nha mình. Gì nha. Trời ơi, nay đi cà phê nó ngọt dữ gì trời, muốn tiểu đường luôn á. Cậu nữa. Cứ làm đi. Dạ em đang làm mà chị. Em làm vị trí này mà. Nani? Where is your mail?